chào quý vị và con. Quý vị và con vừa theo dõi video clip của Hà Bình Ngon đang xới đất để chuẩn bị trồng cây. Thì quý vị và con biết rằng cái máy xới đất mini đa năng này có thể làm giảm rất nhiều sức lao động của bà con nếu bà con mà cuốc đất và chúng ta đập nhỏ như này. Còn đối với con máy này chúng ta chỉ làm chỗ này khoảng một sào đất thì chúng ta làm khoảng độ 2 tiếng là chúng ta băm nhỏ hết, đảo nhỏ hết trong toàn bộ cái vườn khoảng một sào đất 360m² này. Nên là bà con mà có điều kiện mà mua con máy như này chúng ta làm vườn thì chúng ta giảm bớt công lao động rất là nhiều và chúng ta chủ động trong công việc. Hiện tại thì Hà Bình Ngon đang bán con máy này và nhiều con máy Nhật cũ như thế này trong kho. Thì bà con ai có nhu cầu thì liên hệ với Hà Bình Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Hà Bình Ngon có thể tư vấn cho bà con gọi điện bằng số điện thoại 0968129996 để có những con máy phù hợp nhất cho bà con làm vườn, hiệu quả nhất. Trong kho nhà Hà Bình Ngon còn rất nhiều máy. Đây chỉ là một trong những con máy nhỏ của Hà Bình Ngon thôi. Con này làm vườn cũng đã rất là sướng rồi. Con này nó cơ động đi vào những cái vườn nhỏ mà cây cối vướng víu thì nó vẫn luồn lách được. Xin cảm ơn quý vị và con đã theo dõi video clip của Hà Bình Ngon. Xin đăng ký kênh YouTube của Hà Bình Ngon, theo dõi những kỹ thuật chăm sóc cây bưởi, bón phân và làm đất cũng như